đơn, ví dụ là từ có một tiếng. Bên từ phức là từ gồm có hai tiếng trở lên kết hợp với nhau. Từ phức gồm có hai loại, từ ghép và từ lấy. Ví dụ, từ ghép tưởng tượng, từ lấy ríu rít, ào ào, lát đát, ngoan ngoãn. Tiếp theo, tổng kết, ghi nhớ, sách giáo khoa, xịt 13, xịt 14, luyện tập, bóc bóc bóc, chăn bọc. Bài 1 tiếp theo nữa, giao tiếp, văn bản và vượng và phương thức biểu đạt. Một đáp mã, đọc hiểu văn bản. Giao tiếp là hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm bằng phương tiện ngôn từ. Văn bản là chuỗi lời miệng hay bài viết có chủ đề thông nhất, có liên kết mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực hiện mục đích giao tiếp. Câu sáu kiểu văn bản thường gặp, có sáu kiểu văn bản thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng vì sự miêu tả biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính, công vụ. Mỗi kiểu văn bản có một đích giao tiếp riêng. Hả? Trời ơi! Đứng tiếp đi mày. Vô gian. Cái gì vậy trời? Nó chỉ mẹ vậy đó. Trời, bữa nay bé Mai sao mà nó đứng lưng nó đã thì là đã luôn á. Con chọi cho mẹ đi. Đúng rồi đó. Cái này là con quỳ. Ừ, con quỳ. Con đang bị phạt. Cái cô mấy chú vô bình luận chửi mẹ con quỳ. Trời. Comment gì vô mấy cô mấy chú ơi. Bình tĩnh, không được manh động. Manh động nó sập nhà hay gì? Trời ba tiếng sáng năm tháng tư về, sáng nay về. Bà hát mà tung té luôn á. Người mang tin năm nhưng cơ sao còn. Chị xe. Trời, cái chỗ của mẹ hồi nãy nó đau ghê luôn á. Con ấn. Con ấn cái đầu gối con á. Cho nó mềm cơ. Ừ đúng rồi đó. Còn mộ mơ đến kèm thờ ơ. Lòng người ai đâu có hay. Một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu có thành người dưng đến cho ta từ dưng. Trời đất, học đến bài. Ba nhớ nhói, đôi mắt hóa bay đàn. Thương sao mùi dạ lý hơn, vươn vẫn mãi bên thèm. Đời phiêu du, người thật lòng. Em còn bên anh, có phải không? Trời ba nay sáng năm tháng đưa về, sáng nay về chung lối. Người mang tin nắng nhưng có sao còn không thôi. Một mai em nói lắng nghe trên đời. Mẹ ơi, sáng mai cho nghỉ được rồi. Sao vậy? Về anh, người chờ kiến em. Mẹ cũng mệt lắm luôn á. Sáng mà đưa con đi học là hả, mẹ vô công ty là mẹ sức ngất luôn á. Sớm nhất công ty chưa mở cửa, chưa có ai vô luôn. Vui. Mẹ bảo vệ chưa vô luôn. Chưa ai vô, mẹ đứng trước cửa công ty mẹ ăn sáng. Ý có comment này kìa. Kệ đi con. Con lon đứng phát trực tiếp với. Gãy tay. Con đứng lưng mẹ đi. Con làm cho mẹ mềm cơ chỗ đó đi, cho mẹ đỡ mệt đi. Mới có bình luận đầu tiên. Kệ con. Con phục vụ cho cái lưng của mẹ. Mấy cô mấy chú ơi. Trời, hư học đi con.
học lẹ về ngủ nha, mẹ ngủ sớm mai mẹ dậy sớm đêm đi học. Tại nó hồi nãy mẹ nói gì dậy sớm, ngủ sớm tối sáng gì cũng không nổi mà. Nhưng mà phải ráng thôi. Chứ giờ không, em chưa chạy xe đạp được giống con. Em mà chạy xe đạp được là mẹ cho em chạy xe đạp rồi. Sao không cho con chạy xe đạp nó thiệt á. Bà chạy xe đạp bà đâu chịu chở tôi đâu. Với lại bây giờ buổi trưa con đi nắng bệnh. Không khác nó bình thường. Thôi mất công đúng không? Đằng nào chiều ông cũng rước bé Mai à. Ông rước con luôn. Con học lẹ đi hơn. Ừ. Có học gì không? Học lẹ đi con. Cái mình mai mình nói mình không có gì để mình học, các mẹ bắt mình học tiếng Anh. Đúng. Cái đã đầu bây giờ mình nói mình có bài học thì học lẹ đi con, để học tiếng Anh. What the? Nani? Nani? Nani là tiếng gì mấy cô mấy chú biết không? Nani? Nani? Ní nè. Không, mẹ đang chia sẻ với mọi người cái cách mà massage để cho đỡ hỏi mấy người đâu. Đỡ tốn tiền nhất. Bắt trước à, kêu con họ làm xong. Mấy người nào vô con kêu chồng đó. Thôi, chồng là nặng cân lắm, đứng lên là xẹp bụng. Không mà phải biết cái huyệt kè đứng mới được. Trời ơi, con dần mày đã ghê luôn á Mai. Ý có một người thao tim. Con canh người ta thả tim nè. Cái vui thì coi thôi. Cái gì vậy bà? Không có gì. Cái gì vậy? Gì vậy? Đang có một người xem duy nhất. Kệ tôi. Chán quá. Đó, con ấn được cái cục chỏ đúng rồi đó. Chờ mấy cô mấy chú á. Đúng là bữa nay mẹ cạo gió. Tả hoài. Đó, ngủ luôn đi. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ chưa? Chưa. Chị chưa học xong sao mẹ ngủ được. Thôi học lẹ đi con. Thôi kết thúc đi. Không. Cái chậu. Nó dùng dinh. Cưng quá. Ấn nữa đi bà giàu bà trời. Có một người mới vừa thả tim xong đi ra luôn rồi. Con cứ lo ấn mẹ đi. Hello.